Đây là chương trình truyền hình huyện Phú Ninh phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình số tháng 9 2019. Và sau đây là những hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện Phú Ninh với các nội dung sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Huyện ủy Phú Ninh vừa hội nghị họp tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Việc triển khai đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá một ngày, thời gian hoàn thành trong quý tư năm 2019. Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trực thuộc huyện ủy hoàn thành trong tháng 4 năm 2020. Đại hội đảng bộ xã thị trấn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2020. Đảng bộ xã Tam Thái được chọn tổ chức đại hội điểm trước ngày 10 tháng 3 năm 2020. Đại hội đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ 21 hoàn thành trước tháng 7 năm 2020. Về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa ổn định, đổi mới sáng tạo và phát triển, coi trọng chất lượng hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy. Tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, đảm bảo an toàn thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng. Nhằm giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, đồng thời để đánh giá chất lượng và giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên được trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 do Huyện ủy Phú Ninh tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các thí sinh dự thi. 16 thí sinh là báo cáo viên đang công tác tại phòng ban thuộc huyện, đảng ủy xã thị trấn, đảng bộ cơ quan, quân sự, y tế và hai trường trung học phổ thông Nguyễn Dục và Trần Văn Dư. Trải qua phần thi thuyết trình và vấn đáp xoay quanh những vấn đề cụ thể trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, các nghị quyết hội nghị trung ương 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khóa 12, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh và huyện, với tinh thần nghiêm túc, sự chuẩn bị công phu, các thí sinh đã thể hiện tốt nội dung thi của mình. Khi đến với hội thi lần này thì bản thân tôi đã tìm hiểu rất là kỹ về những cái chủ trương, những cái chính sách đổi mới và đặc biệt là những cái quy định trong cái thời gian vừa qua. Và bên cạnh đó thì tôi cũng tranh thủ tìm đọc thêm các cái tạp chí, các báo chí chính thống của đảng và nhà nước, đồng thời là nắm bắt những cái thông tin thời sự trong nước và quốc tế trong cái thời gian gần đây. Và qua hội thi lần này thì bản thân tôi cũng thấy là mình được trau dồi thêm rất là nhiều kiến thức, đặc biệt là đối với kiến thức về tuyên truyền miệng. Và bản thân tôi nhận thấy là trong thời gian sắp tới, nếu được giao nhiệm vụ làm một báo cáo viên thì bản thân tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với các báo cáo viên, hội thi lần này còn là dịp để cọ sát với các tình huống được quan tâm hiện nay trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và còn là dịp học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các báo cáo viên khác trong huyện. Và các qua các hội thi này thì tôi cũng học hỏi rất là nhiều về những cái kỹ năng tuyên truyền, về những vấn đề thời sự ở trong nước hoặc là trên thế giới, hoặc là những cái chủ trương chính sách quan lộ điểm đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Và thực ra thì bản thân tôi qua cuộc thi này thì chắc chắn sau khi về công tác nhà trường thì tôi cảm thấy tôi chắc chắn cũng là người sẽ truyền cái cảm hứng đến cho tất cả các thầy cô cùng tất cả các học sinh về những vấn đề, về nhận thức, những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình, để các em có thể là tự hoàn thiện bản thân của mình trước những cái vấn đề xung quanh của mình đang xảy ra. Từ nội dung chuyên đề báo cáo, mỗi báo cáo viên đã giúp cho hội thi có góc nhìn sâu hơn về lý luận và thực tiễn ở mỗi nội dung, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị. Làm rõ các luận đề về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mỗi đồng chí ở mỗi lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà việc thứ nhất là các báo cáo viên đã xác định về cái đề tài để tham gia báo cáo là chủ đề của nó đúng với cái quy định của đảng. Việc thứ hai là công tác chuẩn bị các bài giảng từ giấy, bài giảng bằng giáo án điện tử và được các đồng chí chuẩn bị khá tốt. Nhiều bài giảng đã dẫn chứng chứng minh rất cụ thể và đặc biệt là trong đó là có một số bài mang cái tính thời sự
tính nóng trong cái thời điểm hiện nay, có thể đánh giá rằng cái cuộc thi là chất lượng là khá tốt. Giải nhất đã được trao cho anh Dương Văn Long, bí thư đoàn xã Tâm Vinh, giải nhì cho anh Phan Văn Hùng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Văn Dư, hai giải ba thuộc về xã Tam Dân và Tam Thái. Kết quả của hội thi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn biểu dương những nhân tố tiêu biểu, mà đây là dịp để các cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền của đảng, nhất là việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm học mới 2019-2020, Phú Ninh chào đón trên 15.000 học sinh ở 35 trường của các cấp học. Năm học này, ngành giáo dục xác định việc dạy người, dạy đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh phải là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu và quyết tâm triển khai hiệu quả. Năm học này, bậc học mầm non có 2.135 học sinh, 5.856 học sinh tiểu học, 4.219 học sinh trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông với trên 2.000 học sinh. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 5 cơ sở tư thục mới được thành lập và đi vào hoạt động, nâng tổng số cơ sở tư thục toàn huyện lên 55 nhóm, hơn 700 trẻ, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, có 873 người với 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn 78,2%. Chuẩn bị cho năm học mới, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và xã hội hóa. Năm học 2019-2020, huyện Phú Ninh đầu tư trên 22 tỷ đồng cho công tác xây dựng sửa chữa các công trình trường học và mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới. Huyện chỉ đạo ngành sớm hoàn thiện các hạng mục về cơ sở vật chất, kịp thời tu bổ sửa chữa. 8.697 hộ được công nhận và 13 hộ được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019 mới đây. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nông dân đã nỗ lực xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tăng năng suất, cải thiện đời sống, nâng chuẩn các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Bình quân hàng năm, số lượng đăng ký đạt 65% tổng số hội viên nông dân. Qua bình chọn có 98,5% số hộ đăng ký đạt với trên 8.600 hộ. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như Tam Đàn, Tam Phước, Tam Thành, Tam Dân. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút nhiều lao động đem lại thu nhập cao, nhiều hộ dám nghĩ dám làm, phát huy được tiềm năng thế mạnh về đất đai, lao động, vốn, tính sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Phú Ninh tổ chức hội thảo lớp tập huấn mô hình cánh đồng IBM theo quy mô thôn tại thôn Xuân Điền, xã Tam Phước. Mô hình được thực hiện toàn thôn với diện tích 85 hectare với sự tham gia của 35 hộ dân. Giống lúa cơ cấu chủ yếu là SQ88, Khang Giang 18, Hà Phát 3. Với chất lượng giống gieo xạ bình quân 4kg một sào, không sử dụng thóc thịt làm giống nên tăng năng suất hơn so với cùng kỳ năm trước với 59 tạ trên 1 hectare. Việc gieo xạ hợp lý này không những tiết kiệm được chi phí sản xuất mà còn giúp cây lúa quang hợp được tốt hơn, đại nhánh khỏe, ít sâu bệnh và tiết kiệm được phân bón. Theo đánh giá, mô hình cánh đồng IBM đã đem lại hiệu quả tốt, không những tiết kiệm được chi phí sản xuất mà năng suất tăng 2 tạ trên 1 hectare so với tập quán cũ, cũng là tiền đề cho thực hiện cánh đồng mẫu lớn của địa phương trong thời gian đến. Thưa quý vị, phong trào thi đua dân vận khéo thời gian qua trên địa bàn huyện Phú Ninh đã gặt hái được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà. Thành lập vào giữa năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thành với quy mô sản xuất nông nghiệp sạch đã đem lại hiệu quả thực sự. Với phương châm, sức khỏe cho bạn và gia đình là niềm vui của chúng tôi. Hợp tác xã chủ yếu đầu tư sản xuất rau hữu cơ. Trên diện tích 10.000 m2 đất thuê của các hộ dân để sản xuất, hợp tác xã đầu tư 5.000 m2 nhà kính để trồng các loại rau ăn lá và 2.000 m2 khung sườn che lưới làm mát để trồng các loại quả. Đến nay, hợp tác xã đã cung cấp rau hữu cơ vào 3 cửa hàng rau sạch tại Tam Kỳ, 1 cửa hàng tại thị trấn Hà Lam, 1 cửa hàng tại Núi Thành.
đồng thời cung cấp trực tiếp đến hơn 200 hộ gia đình tại huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ. Với doanh thu mỗi tháng trên 100 triệu đồng, bình quân thu nhập của người lao động ở đây gần 5 triệu đồng một tháng. Thì năm 2020 thì do nhu cầu thị trường của chúng tôi là rau không đủ cung cấp cho thị trường, được khách hàng rất là tin và đón nhận. Thì đến năm 2020 chúng tôi sẽ mở thêm 3 hectare ta để hoàn thành kế hoạch là năm 20 là 5 hectare. Thì được cái sự thành công ngày hôm nay thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn. Thì chúng tôi cũng từng bước vượt qua, động viên và có sự hỗ trợ động viên của nhà nước, khuyến khích. Thì chúng tôi đã cơ bản hoàn thành được cái kế hoạch đề ra của trang trại. Nhiều năm qua, câu lạc bộ tự quản thôn Thuận An và tổ tự quản an ninh thôn An Thiện xã Tam An luôn được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Sau khi sáp nhập thôn, tổ tự quản ngày càng lớn mạnh. Đều đặn mỗi năm, tổ tự quản an ninh trật tự thôn An Thiện bố trí thành viên trực tại các chốt, tuần tra ở các tuyến đường trong thôn, kịp thời có mặt để giải quyết những tình huống nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự. Bình yên thôn xóm được duy trì, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Chúng tôi là chia sẻ là địa bàn hoạt động là chúng tôi vẫn tuần tra canh gác là mẫu tổ là bo thành viên. Là từ đây xuống đó là vẫn xóa thành viên, còn bên kia là cũng xóa thành viên. Tất cả anh em trong tổ tự quản cũng như câu lạc bộ tự quản trước kia nữa là từ xuất nhập, sau khi xuất nhập thông là anh em vẫn một lần vì sự bình yên của bà con nhân dân. Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Trường Thành hay tổ tự quản an ninh trật tự thôn An Thiện là hai trong 309 mô hình điển hình dân vận khéo ở Phú Ninh hiện nay. Trong đó có 27 mô hình hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, 203 mô hình điển hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 49 mô hình lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiều mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình này đã và đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà. Việc xây dựng các mô hình dân vận khéo đã phát huy ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân, để từ đó nâng cao hơn tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, vươn lên làm giàu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, với sự nghiệp phát triển của địa phương. Hầu hết rằng các cái mô hình này nó luôn gắn với cái việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng huyện nông thôn mới. Nó xuất phát từ thực tiễn của đời sống xã hội, nó thể hiện cái sự là lao động cần cù sáng tạo của nông dân, của tổ chức, của cá nhân trên toàn huyện. Tôi cũng rất là tự hào và nhận định rằng đây là một trong những cái mô hình này là một trong những đỉnh cao của công tác dân vận. Vì qua các mô hình này xuất hiện, nó đã phản ảnh và nó lan tỏa rất là mạnh vào trong cái thực tiễn đời sống sản xuất của nhân dân. Và nó làm cho các cái tổ chức cá nhân họ vận dụng và họ phát huy được cái tiềm năng, cái lợi thế sẵn có của địa phương mình và của các hộ gia đình mình. Từ đó nó trao đổi những kinh nghiệm để rồi nó là nhân ra diện rộng và hoàn thành thực hiện một số những cái tiêu chí về nông thôn mới của hộ gia đình cũng như là của khu dân cư và của thôn và của xã về xây dựng nông thôn mới. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan đơn vị ở Phú Ninh đã và đang áp dụng vào thực tiễn với những thành quả thiết thực cụ thể, đã thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và hăng hái tham gia, quyết tâm xây dựng quê hương nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Chương trình truyền hình huyện Phú Ninh phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam số tháng 9 2019 đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trân trọng kính chào tạm biệt.